Một khách sạn 5 sao có quy mô lớn lên đến 1.500 phòng vừa được khánh thành vào chiều tối qua tại tỉnh Bình Định, khách sạn FLC Grand Hotel Quy Nhơn. Khách sạn gồm có 4 tòa nhà cao 11 tầng tượng trưng cho 4 địa danh biểu tượng của Bình Định là Eo Gió, Kỳ Co, Cù Lao Xanh và Chăm. Công suất toàn quần thể FLC Quy Nhơn lên đến 2.500 phòng với tổng sức chứa là 5.000 khách. Và trong 5 năm trở lại đây thì Bình Định đã trở thành điểm đến của đông đảo du khách trong và ngoài nước với tỷ lệ tăng trưởng lượt khách hàng đầu Việt Nam từ 15 đến 20% một năm. Năm ngoái thì Bình Định đón gần 5 triệu lượt du khách và việc đưa vào sử dụng khách sạn FLC Grand Hotel Quy Nhơn sẽ đem đến trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp cho du khách khi đến với Bình Định.